Tử Vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, nữ mạng, trong năm 2022 Nhâm Dần. Thứ nhất, tổng quan về tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, nữ mạng, trong năm 2022 Nhâm Dần. Nữ mạng sinh năm 1997 tuổi Đinh Sửu, tức tuổi con trâu, thường gọi là hồ nội chi ngưu, tức trâu trong hồ nước, mệnh thủy, giản hạ thủy, nghĩa là nước khe suối. Sao chiếu mệnh gặp sao Thái Bạch, vận hạn, hạn thiên la, vận niên, thử quy điền. Thái tuế năm 2022 không phạm hạn thái tuế. Tam tai năm 2022 không phạm hạn tam tai. Tuổi kim lâu năm 2022 phạm kim lâu lục xúc. Hạn hoang ốc năm 2022 không phạm hạn hoang ốc. Thứ hai, sao chiếu mệnh năm 2022 tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 nữ mạng. Sao Thái Bạch hay còn gọi là Kim Tinh là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người ăn ở mất âm đức khi gặp sao Thái Bạch còn bị họa lớn hơn bởi Kim Tinh là hung tinh chủ về hung vận. Kim Tinh còn được gọi là Triều Dương Tinh. Ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỷ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gả đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao Thái Bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ, ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh, gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý, cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Nhìn chung dân gian quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao Thái Bạch chiếu mạng thì cần phải cúng giải hạn sao Thái Bạch hàng tháng. Sao Thái Bạch kỵ nhất vào tháng 2, tháng 5, tháng 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Thứ ba, vận hạn năm 2022 tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 nữ mạng. Nếu gặp hạn thiên la, cảnh phòng ly cách phu thê, nhẫn nhịn để gia đình êm ấm, chớ nên ghen tuông, to tiếng, kẻo chuyện bé, xé ra to, tâm luôn không yên, lo lắng mọi điều. Hạn thiên la khi gặp phải tâm lý sẽ bất an, ma quỷ quấy phá, bệnh kỳ quái. Hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý. Đương số có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm, an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn. Nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách ghi chép thêm, khi gặp hạn thiên la này, vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa, cãi vã, gia đạo lục đục, trắc trở, thường xảy ra cãi vã, ghen tuông, lời qua tiếng lại, khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị. Thế nên cả hai cần nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc. Hạn thiên la là một trong hệ thống 8 hạn luân phiên theo năm đối với các tuổi. Nếu năm gặp hạn thiên la này, sức khỏe và tâm lý của đương số không được ổn định. Để tăng cường thêm cát khí, tránh hung tìm cát do vận hạn gây ra cho bản mệnh, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy cát lành, vòng tam hợp quý nhân phù trợ, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải tai ương, đem đến may mắn, bình an, quý nhân phù trợ cho thân mệnh, vượng tài, vượng vật. Vòng được thiết kế dựa trên bộ tam hợp quý thần, hợi, mão, mùi, có tác dụng tăng cường vận khí, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho gia chủ. Dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long, kết hợp khéo léo với 3 viên đá mã não đỏ, mang lại sự sang trọng, quý phái cho người sử dụng. Thứ tư, vận niên năm 2022, tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, nữ mạng.
Thử quy điền là hình tượng chuột về chui vào ruộng lúa. Đây là điềm báo bản mệnh có một năm gặp được nhiều may mắn bất ngờ. Trong năm này bản mệnh hầu như định làm việc gì thì cũng đều gặp được quý nhân giúp đỡ. Hợp tác với người thì được tin dùng, đầu tư kinh doanh đều có cơ hội thành công. Bản mệnh trong năm nay may mắn kiếm được tiền bạc dễ dàng, có hoạch tài, đường quan lộc cũng có cơ hội thăng tiến, nhưng nên cẩn thận và kín đáo. Ngoài ra, trong năm bạn gặp được bạn tốt và còn có tin vui hỷ sự. Tình cảm năm này của bản mệnh tiến triển rất tốt, hai người chìm sâu đậm trong tình ái, tình cảm đậm đà, viên mãn. Thứ năm, tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, nữ mạng, trong năm 2022 có phạm hạn thái tuế không? Trong năm 2022 Nhâm Dần có 4 con giáp tuổi Dần, Tỵ, Thân, Hợi sẽ phạm hạn thái tuế. Trong đó, tuổi Dần năm 2022 phạm trị thái tuế, tuổi Tỵ năm 2022 phạm hại thái tuế, tuổi Thân năm 2022 phạm xung thái tuế, tuổi Hợi năm 2022 phạm phá thái tuế. Như vậy, trong năm 2022 thì tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 nữ mạng không phạm hạn thái tuế. Ngoài ra, để kích hoạt mở cung tài lộc cho người tuổi Hợi trong năm 2022, các bạn nên kết hợp sử dụng thẻ kim bài ngũ lộ thần tài đặt trong ví, trong túi sách, két sắt hoặc ban thờ thần tài để giúp khai vận, mở cung tài lộc, đem lại may mắn. Thứ 6, tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 nữ mạng, trong năm 2022 có phạm hạn tam tai không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, thứ 3, còn tai nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy, cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Bản mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn gặp hạn tam tai vào năm Dần, Mão, Thìn. Bản mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất gặp hạn tam tai vào năm Thân, Dậu, Tuất. Bản mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi, Tý, Sửu. Bản mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ, Ngọ, Mùi. Như vậy, trong năm 2022, tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 nữ mạng không phạm hạn tam tai. Thứ 7, tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 nữ mạng, trong năm 2022 có phạm tuổi Kim Lâu không? Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn Kim Lâu có 4 dạng, đó là Kim Lâu Thân, là Kim Lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn Kim Lâu Nam, phạm tuổi người nam khi xem làm nhà, phải năm Kim Lâu. Thứ hai là Kim Lâu Thê, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Thứ ba là Kim Lâu Tử, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Thứ tư là Kim Lâu Lục Xúc, đây là hạn Kim Lâu có thể hại cho gia súc, và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn Kim Lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản, khó nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1, 3, 6, 8 thì Kim Lâu, tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong 4 số trên thì phạm Kim Lâu. Cụ thể, dư 1 là phạm Kim Lâu Thân, dư 3 phạm Kim Lâu Thê, dư 6 phạm Kim Lâu Tử, dư 8 phạm Kim Lâu Lục Xúc. Ngoại trừ 8 tuổi không phạm hạn Kim Lâu là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Như vậy, trong năm 2022, tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 nữ mạng là 26 tuổi, phạm tuổi Kim Lâu, Kim Lâu Lục Xúc. Thứ 8, tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 nữ mạng, trong năm 2022 có phạm hạn Hoang Ốc không?
Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng. Ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở khó khăn, cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo chiều hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt và 3 cung xấu. Cụ thể như sau, nếu vào các cung nhất cát, nhì nghi, tứ tấn tài là 3 cung tốt, còn 3 cung tam địa sát, ngũ thọ tử và lục hoang ốc là 3 cung xấu. Theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán gia bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc tam địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị, chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy, trong năm 2022, tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, nữ mạng là 26 tuổi âm, không phạm hạn tuổi hoang ốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ video này để ủng hộ cho Phong Thủy Bạch Dương nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.